Xin chào chị nhá. Kết thúc cái phiên giao dịch của hôm thứ tư hôm nay ngày 17 tháng 8 thì như thường lệ thì mình sẽ không làm video vào cái phiên thứ tư, nhưng hôm nay cũng có nhiều cái nội dung có liên quan đến cái kết quả phiên giao dịch hôm nay, thì mình cũng có nhiều điều muốn nói với những nhà đầu tư mà có theo dõi, quan tâm theo dõi kênh của mình. Mình chia sẻ cái thêm cái nội dung để anh chị tham khảo. Đặc biệt đó là liệu dòng bánh có tạo hai đỉnh hay không, và thị trường chung của chúng ta, mặc dù thì kịch bản chúng ta vẽ thì nó vẫn đang như hôm qua chúng ta vẽ là nó đang nằm ở đây, đang giao dịch như thế này anh chị này, đúng như kịch bản chúng ta đang giao diện đang trình bày. Tuy nhiên thì cái phiên hôm nay cũng có một số cái nội dung nó khá lưu ý, đặc biệt là liên quan đến dòng bánh, và dòng bánh thì quyết định đến điểm số. Do đó là mình cũng làm video hôm nay rồi mai chúng ta sẽ nghỉ, đúng không ạ? Đầu tiên thì với cái phiên giao dịch hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái biên độ dao động thì nó khá lớn hơn so với phiên hôm qua, và cả cái nhóm ngành hôm nay mà nếu tích cực á, thì có thể nói rằng là nhóm ngành bất động sản, và tiêu biểu nhóm ngành bất động sản đó là cả cổ phiếu như Novaland Phát Đạt đấy, Phát Đạt là gần chạm trần đúng không ạ, rồi Hà Đô vân vân đấy, thì về đó là dòng bất động sản và dòng dệt may cũng khá là tích cực. Còn ngoài ra thì cả cổ phiếu khác gần như là có sự điều chỉnh ở mức độ cũng có vừa phải, mặc dù là cái biến của nhiều cổ phiếu nó khá là lớn anh chị nhá. Đấy, còn ngày mai nữa là một phiên đảo hoàn phái sinh, thì phiên ngày hôm nay cũng có một cái điểm nhấn anh chị thấy rằng là ở đấy, thì anh chị thấy rằng là hôm nay con vít được kéo lên này, con vít được kéo lên và con vít được kéo lên quyết định cái điểm số đấy, và cả cổ phiếu trụ thì chúng ta thấy rằng là hầu hết là cả cổ phiếu liên quan dòng bánh và các cổ phiếu như Phát Đạt nó có lên ở đây. Thì không biết là một cái ý đồ của ngày mai phiên đảo hoàn nữa thì liệu cổ phiếu VIX này có trả điểm hay không để thị trường giảm hay không, hay là nó sẽ tiếp tục kéo lên. Thì thực tế là con VIX chứ nó khó, là nó là khá là khó anh chị ạ, bởi vì là hầu hết cả cái phiên đảo hoàn phái sinh anh chị biết rồi, nó liên quan đến cổ phiếu này khá là nhiều, và đặc biệt là cả cổ phiếu nó rổ biến 30, đặc biệt là cổ phiếu này đúng không ạ. Đấy thì đó là về, về một cái điểm lưu ý của phiên hôm nay đấy. Còn chúng ta thể đi vào cái trọng tâm của phiên hôm nay, thì anh chị thấy rằng là về cái biến đổi giao thanh khoản, anh chị thấy rằng là hôm nay 19.000 tỷ là lớn hơn anh chị nhé, lớn hơn so với trung bình gần đây, và nó chỉ nhỏ thua cái phiên giao dịch gần đây là phiên ngày này anh chị này, cái phiên ngày phiên này là 22.000 tỷ, đó là phiên 11 tháng 8, nó nhỏ hơn phiên này thôi, còn là khối lượng giao dịch về mức đầu tiên thì chúng ta thấy rằng nó nhỏ hơn phiên này thôi, và khối lượng giao dịch chúng ta thấy rằng là nó tăng lên. Như vậy thì thanh khoản của phiên hôm nay á, thì nó khá là lớn, chỉ thua gần đây thì chỉ thua phiên ngày 11 tháng 8 thôi. Đây đó là một cái điểm nét cần lưu ý. Cái nét lưu ý thứ hai nữa là anh chị thấy rằng là thị trường mặc dù kéo ở phiên sáng, nhưng mà nếu như anh chị dùng ở biểu đồ ở khung thời gian mà chặt giờ á, thì anh chị thấy rằng là cái đỉnh đấy chị này, cái đỉnh này con chuột mình anh chị đấy á, thì lúc kéo lên ở đấy chúng ta thấy rằng là khối lượng và cái động lực của nó là yếu 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 hẳn, không 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 mạnh đâu, và sau đó thị trường rủ lại và kết thúc là phiên sáng, chúng ta thấy rằng là mặc dù thị trường có tăng nhưng mà thanh khoản xuất phát từ phiên chiều là chủ yếu. Đấy, phiên hôm nay thì chúng ta thấy là phiên sáng thì nó cũng không không lớn đâu, thanh khoản chủ yếu xuất phát từ phiên chiều, và phiên chiều thì cái đà kéo lên ở đấy thì đầu phiên chiều chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn này mình cho bán rồi, mình cho hạ bớt một số cổ phiếu đấy, về cơ bản là cả cổ phiếu bên mình thì hạ hôm nay, và không phải hạ khi nó nhúng xuống thế này đâu anh chị này, hạ khi nó đang kéo lên thế này anh chị nhé, bán khi nó đang kéo lên, tức là 1:15, tức là 13:15 là mình đã khuyến nghị cho thoát về cơ bản rồi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái động lực của giai đoạn kéo này, chúng ta thấy rằng động lực kéo giai đoạn này á, thì nó yếu hơn so với động lực giai đoạn kéo ở phía này, tức là trong nếu nó biến động trong phiên thì đấy là một đỉnh, và đấy là đỉnh số 2, nhưng đỉnh số 2 nó mặc dù cao hơn một tí nhưng chúng ta thấy rằng nó không vượt được cái động lực ở đấy, chúng ta thấy yếu hơn so với động lực ở đây, thì đó là cái cơ sở để chúng ta chủ vừa rút phần. Tất nhiên thì có mặt hàng hay không thì mình nghĩ là chúng ta chưa biết, nhưng mà quan điểm của mình thì tí nữa mình sẽ trình bày với yếu tố kỹ thuật anh chị thấy vì sao bán như vậy, thì đó là một cái lý do để chúng ta cùng trao đổi với nhau trong cái chiến lược đầu tư thôi. Còn về yếu tố kỹ thuật ở đấy anh chị thấy rằng là hôm qua chúng ta đang trình bày với nhau nó ở đây, tức là mình vẫn giữ quan điểm với anh chị rằng là nó sẽ dao động trong cái vùng này, và phiên hôm nay nó là phiên thứ ba nó vẫn đang đóng trong cái vùng này, tức là nó không lập cái gạp trên và nó cũng chả lập cái gạp dưới. Thì nếu như mà cái biến hôm nay nó không lớn á, và cái động lực kéo trong phiên anh chị thấy rằng là nếu như lúc này mình trình bày cái động lực kéo những giai đoạn này này nó ok,
và những cái súng lượng khi nó giảm xuống mà nó nhỏ thì mình sẽ không bán đâu. Nhưng mà yếu tố đó là một cái chúng ta phải quan sát được trong phiên. Thì ở đấy nó vẫn hôm nay nó thiếu 4 điểm nữa là nó sẽ lập cái gạp phía trên này. Đấy, nếu như nó tăng lên 4 điểm là nó sẽ lập cái gạp phía gặp trên này, thì tức là cái gạp mà nó để đóng cửa lên ở 1.284 đây, 1.284 đấy thì nó sẽ lập cái gạp này. Nhưng mà hôm nay cái đóng giữa đóng giá cao nhất đó là chúng ta thấy là 1.280, tức là nó thiếu 4 điểm nữa là nó sẽ lập cái gạp trên. Thì nó như diễn ra như cái kịch bản nó mình đã chia sẻ với anh chị. Thì anh chị thấy rằng là hôm qua mình có chia sẻ với anh chị đó là thị trường sẽ không lập cái gạp trên và chẳng lập cái gạp dưới, và nó sẽ biến dao động trong cái biên này. Và hôm nay nữa thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn đang dao động trong cái biên này. Và nếu như quá trình này kéo dài được anh chị này, nếu như quá trình này kéo dài được thì thường là thị trường sẽ có một phiên break. Break mình nói lại phiên hôm qua thôi, mình nói là video hôm qua thôi, tức là nó sẽ break lên cái vùng 1.300, nó sẽ break lên vùng 1.300. Và khi đó nếu break được á thì thường là phải liên quan đến cả cổ phiếu dòng bánh, và cả cổ phiếu bằng dòng bánh phải break hẳn khỏi vùng nền hiện tại, thì khi đó nó mới thị trường chúng mới break lên cái vùng 1.300 ở đây. Rồi, thì đó là về kịch bản tích cực. Còn nếu như mà nó dao động thế này thì chúng ta khá là không yên tâm. Thứ nhất, thứ hai nữa chúng ta thấy đang là khối lượng những phiên ở như thế này thì mặc dù hôm nay nó tăng nhưng mà tăng không nhiều đâu. Ở đây là anh chị thấy rằng là nó tăng có ở đâu đó, đó tăng 0,89 điểm, tức là 0,05%, là gần như là tham chiều, gần như là tham chiều. Thì mặc dù là cái mức độ đóng cửa là của 3 phiên, phiên thứ 2, thứ 3, hôm nay thứ 4 là 3 phiên khá chặt đến một cái điên thẳng. Nhưng mà cái biến độ dao động hôm nay thì chúng ta thấy rằng nó khá lớn hơn. Là thứ nhất, thứ hai nữa là khối lượng áp lực bán ra là chúng ta thấy rằng là phần lớn hơn. Thì đó là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể là hạ bởi cái phần tỷ trọng ở giai đoạn này. Thế nếu như mà anh chị mà lo nghĩ là mất hàng thì cũng không hẳn, bởi vì hôm nay nhiều cổ phiếu nó giảm. Và nếu như anh chị bán được như mình nhá, nếu như anh chị bán được lúc 1 giờ 15 á, tức là 13 giờ 15 ở đấy á, thì chúng ta ví dụ nếu như nhịp sau tới hoặc là sáng tuần hoặc cuối tuần chúng ta mua lại thì giá vẫn ok hơn. Đấy, chúng ta vẫn được đâu đó là chênh lệch khoảng 4-5% chứ không ít đâu. Đấy, thì đó là về cái chiến lược, chứ không phải là cứ hố là mất hàng được đâu. Đấy, mất hàng là như những phiên này, mất hàng này 11 tháng 8 này anh chị này, là mất hàng này. Vì sao thì mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Đấy, thì liên quan câu chuyện của chỉ số của điểm số của chỉ số VN-Index á, thì nó thường là liên quan đến cả cổ phiếu dòng bánh anh chị ạ. Thì mình vẫn lo ngại về khả năng hai đỉnh. Tất nhiên thì ở đấy là mình không đưa ra là không phải là một cái ý gì hết, mà anh chị thấy rằng là mình vẫn lo ngại về khả năng này. Bởi vì mình có nói trong video hôm qua, mình có nói rằng là nếu như dòng bánh mới break khỏi những vùng đỉnh này này, đấy, và vùng đỉnh này á, thì nó khá là yên tâm để chúng ta có thể nói là thị trường chúng sẽ break lên 1.300. Đấy, lúc này mình nói đó đúng ạ. Nhưng mà mình vẫn lo ngại rằng là giai đoạn này thị trường chúng dễ mà tạo hai đỉnh. Chúng ta phải cẩn thận. Tức là giữa giai đoạn thị trường hiện tại chúng ta nên có cổ phiếu, và anh chị đã có lại, thì quan điểm của mình thì chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng và hạ bớt quy mô đánh xuống. Hai đỉnh của nó tức là thế này anh chị nhé, thế này anh chị này, một đỉnh này, đây nó xuống này, đỉnh thoái đấy này, đây thì có khả năng mà nếu như nó về đấy nữa, nó về tẹt lại vùng này, vùng đỉnh này, vùng đáy này, thì đấy là một kịch bản, đấy là một kịch bản. Đấy, và nếu như nó tẹt về vùng đỏ thì anh chị lưu ý rằng là, xin lỗi anh chị một tí nhé. Đấy là một đỉnh anh chị nhá, đỉnh số 2 này, và đỉnh số 2 này trong ngắn hạn chúng ta thấy rằng nó thấp hơn đỉnh số 1, và khối lượng giao dịch tại đỉnh số 1 này là chúng ta thấy rằng lớn hơn là đỉnh số 2. Và phiên hôm nay mình cứ nghĩ rằng là phiên cả phiên gần đấy nó cả có quá trình tích lũy ở đây khá ok, nhưng mà lỏng thế này thì mình vẫn thiên về, mình thì không nghĩ mình chưa khẳng định được hai đỉnh đó anh chị nhá, mà chúng ta phải đưa ra cái tinh thần của chúng ta phải chứ phòng ngừa nó trước. Ở đây là mình đưa ra những cái khả năng có thể xảy ra, anh chị phong ngừa trước anh chị nhé, chứ không phải là mình khẳng định hai đỉnh đâu. Thì rất dễ nếu như mà gì là nó sẽ chỉnh về phía này tiếp, để nó sẽ về phía này gì này, phía này đấy, phía đó. Thì nếu như nó tẹt về vùng đỉnh này, vùng đáy này một phát nữa thì thị trường chúng thường nó sẽ chỉnh. Còn nếu như mà tất nhiên không phải hôm nay là mình chốt bớt chốt hết hàng hoặc là chốt một phần hàng là mình kêu là thị trường chỉnh đó anh chị ạ. Anh chị lưu ý rằng nếu như nó xuống như vậy thì nó sẽ tiếp tục là tẹt lại vùng đáy này á, thì khi đó chúng ta sẽ khá là mệt mỏi. Mà nếu như những cổ phiếu như thế này nó tẹt về tao với hai đáy này á, thì nó rất là tẹt về vùng đáy này một lần nữa, gì này mình lại ví dụ nhá. Đây, ví dụ phiên mai hoặc phiên kia mình chưa biết, nhưng mà nếu như chúng ta phải phòng ngừa được thôi, nó có thể là tao một đáy như thế này nữa, đây tao một đáy như thế này nữa, sau đó nó sẽ cân bằng tiếp,
thì khi đó là thị trường chung nó sẽ chỉnh đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phòng ngừa khả năng này. Anh chị phải đưa ra cái kịch bản này có thể xấu, nó có thể xảy ra. Đây là kịch bản này là khá ok đấy này, nếu như nó chỉnh là chỉnh thế này là ok. Còn nếu như nó chỉnh về đâu đó khoảng vùng này nữa thì nói mệt nữa anh chị này, cái vùng này anh chị nhá, vùng này nữa thì nó lại mệt nữa đấy. Thì thị trường chúng sẽ chỉnh là khá sâu đấy. Ta nhìn trên biểu đồ, ta nhìn đơn giản thế này, thực tế là chúng ta mà cầm những cổ phiếu và chúng ta thấy là khi nó giảm thế này là chúng ta thua lỗ khá nhiều anh chị ạ, khá nhiều tiền đấy, không ít đâu đấy. Rồi là ví dụ Tiến Phong Bank cũng vậy anh chị, Tiến Phong Bank cũng vậy. Tiến Phong Bank như hiện tại chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị mà chúng ta cùng 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 phải phòng ngừa, đấy là một đỉnh anh chị này, một đỉnh này, đỉnh số 2 này đấy. Và nếu không cẩn thận á thì nó có thể về lấp lại gặp này này, lấp lại vùng gặp này anh chị này đấy, nó có thể lấp lại vùng gặp này đấy. Và nếu lấp lại vùng gặp đó thì nó sẽ chỉnh xuống kiểu thế này đấy, chỉnh xuống kiểu như vậy. Thế chỉnh xuống kiểu như vậy thì thị trường chúng nó sẽ nhá, nó sẽ chỉnh theo. Bởi vì cả cổ phiếu dòng bánh nó quyết định điểm số rất là mạnh, rất là lớn, đúng không ạ? Do đó khi nếu mà phân tích về thị trường á thì chúng ta quan sát vào cả cổ phiếu dòng bánh nó chủ yếu thôi, chủ yếu anh chị, chứ không phải là quyết định tất cả nhưng mà chủ yếu đấy, anh chị thấy chưa? Còn ngoài ra nếu như mà nói chỉnh về những vùng này nữa thì sẽ là cũng khá là thua lỗ khá là nhiều này đấy. Chỉnh xấu thì mình không nghĩ, nhưng mà chỉnh như vậy là nó đã mệt rồi, là đã mệt anh chị. Như vậy chúng ta phải phòng ngừa cái kịch bản là hái đỉnh của các cổ phiếu dòng bánh là khá cao đấy. Ở đây anh chị thông cảm với mình rằng là anh chị không bảo là hôm trước ông bảo là break khỏi đỉnh này, khỏi khỏi vùng nền này, bây giờ là ông bảo là gì test lại vùng đáy này hoặc là tạo hái đỉnh. Thì tất cả kịch bản là chúng ta không không thể đoán được, và chúng ta xây dựng kịch bản sẵn và nó đi theo kịch bản đó, chúng ta sẽ đánh theo kịch bản đó. Chứ còn nếu như chúng ta mà khẳng định khứ khứ rằng là gì? Nó sẽ break cái vùng này thì nếu nếu mà nói là không break thì sao, chúng ta là gì? Là tiếp tục là từ chối cái quan điểm đó lắm được. Và nếu như chúng ta đưa ra quan điểm là hái đỉnh, nhưng mà nếu nó không không phải là hái đỉnh mà nó break lên đó thì khi đó là càng tốt hơn, đúng không ạ? Đấy đấy, thì đó là những kịch bản. Rồi là mình lấy ví dụ tiếp theo là ví dụ CTG vậy chị này, CTG vậy cũng rất là dễ anh chị nhá, rất là dễ. Sau những phiên như thế này thì mình sau từng phiên thì nó sẽ khá là rõ hơn anh chị thấy chưa. Đấy là một đỉnh, thì đấy sẽ là có thể là đỉnh số 2. Và nếu như nó gì nữa là nó sẽ tẹt về vùng đỉnh ở vùng đáy này này. Nếu mà ok là nó tẹt về vùng này á, vùng đáy này nó sẽ tạo ra một cái đáy đấy nữa, đó là kịch bản nó ok nhất. Còn nếu như nó mới tẹt về vùng đỉnh thì nó lại tẹt về vùng 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 nền đỉnh trước này thì nó lại khá là thua lỗ nhiều hơn nữa, và thị trường chúng sẽ chỉnh sâu hơn một tí đấy. Chúng ta nhìn nó tẹt đơn giản thế này, nhưng mà khi đơn giản thế này cả cổ phiếu dòng ngân hàng mà nó đi vào kịch bản mà tạo hai đỉnh á thì điểm số thị trường nó cũng chỉnh là khá sâu đấy. Và nếu như anh chị cầm cả cổ phiếu như dòng bánh chẳng hạn mà nó chỉnh thế này là cái mức độ thua lỗ nó khá nhiều anh chị ạ. Nếu như nó về tẹt vùng này là đơn giản hơn này, còn nếu như nó tẹt về vùng đỉnh đỉnh trước thế này là mức độ này chứ, mức độ thua lỗ và mức độ chỉnh của thị trường nó sẽ khá là cao hơn nữa. Đó là anh chị phải cẩn cẩn trọng trong giai đoạn này. Rồi là STB cũng vậy anh chị này, STB cũng vậy đấy. Chúng ta thấy rằng là kéo lên không có khối lượng thế này thì chúng ta hết sức là cẩn thận cho mình đấy, chúng ta hết sức cẩn thận đấy nhỉ. Nó có thể là về tao tẹt là vùng 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 đáy này anh chị nhá. Đấy, kịch bản này là nếu thị trường chỉnh nó chỉnh đơn giản nhất á là nó sẽ về vùng này đấy một. Còn nếu nó tẹt về những vùng này á thì chúng ta thấy rằng là mức độ thì chúng ta thua lỗ là nó sẽ cao hơn nữa đấy. Nếu như anh chị cầm cả cổ phiếu dòng bánh đấy và thị trường chúng chỉnh đấy, đó là nó có nhiều vùng để nó có thể chỉnh về. Và nếu như nó tạo hái đỉnh thì nó sẽ như vậy. Và khi nó đi vào kịch bản tạo hái đỉnh như lúc này mình nói với Tiến Phong Bánh hoặc là ví dụ như CTG vân vân á, thì anh chị thấy rằng là khi đó thì sẽ xuất hiện cái nhiều cái cơ hội mới trong quá trình giao dịch sắp tới. Để con chỉnh sâu thị trường chúng ta chưa 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 có thể phán đoán trước được đấy. Đấy là về các cổ phiếu dòng bánh thì mình chia sẻ với anh chị cũng cần trong cho mình một cái kịch bản, đó là nó có khả năng nó sẽ tạo hóa định đấy. Con break được thì càng tốt đấy, break được thì chúng ta sẽ có một lời nhận tiếp theo. Còn nếu nó không break á và nó tạo hóa định á ở đấy á đấy thì nó điểm số thị trường nó sẽ chỉnh lại đấy. Và chỉnh lại thì nó sẽ gì ạ, đó nó sẽ lấp lại gặp này này, nó sẽ lấp lại vùng gặp này gì này là một này. Ngoài ra nó có thể tẹt lại vùng nền này này đấy, đó là những kịch bản tích cực nhất. Còn chỉnh xấu chúng ta chưa nói, trong ngắn hạn nó sẽ như vậy. Vì sao thì nói là ông bảo lên hoặc là bảo xuống, nhưng mà chúng ta nói rằng là nếu như thế nào thì nó sẽ đi lên và nếu như thế nào là nó đi xuống, thì chúng ta đó xây dựng kịch bản sẵn để chúng ta giao dịch anh chị nhé. Đấy, ngoài ra thì có một số nhóm ngành mà mình thấy rằng là anh chị cũng nên quan tâm.
Trong cái thời gian sắp tới đó là các cổ phiếu bán lẻ gì à, các cổ phiếu bán lẻ thì mình thấy nó khá ok à, các cổ phiếu bán lẻ mình lấy như ví dụ như pet này, hôm qua mình có chia sẻ anh chị đấy đấy, mình có hôm qua mình có nói rằng là nếu như nó mà à, gì à, đi lên một phát nữa là nó sẽ tẹt lại đỉnh này thì nó là ok, nhưng mà nó không phải là đi lên và nó tẹt hôm nay luôn, thị trường chúng nó không ok nó tẹt luôn đấy, và đây là một trong những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó khá ok đấy. Giai đoạn vừa rồi nhiều nhà đầu tư và nhiều nhóm đôi nhóm chắc chắn là sẽ hù hết trên những cổ phiếu này, nhưng mà như những cổ phiếu này mình vẫn ăn một khúc đấy, đáy anh chị này, tẹt là đáy này mua này đúng không, lên vùng này là bán này, không phải bán phiên cao nhất đây được và bán vùng này, bán mất phiên này đúng không đấy, nhưng mà bây giờ nó lên nó đáy này đấy, phiên như phiên hôm nay nó là tẹt là vùng đỉnh này anh chị này đấy, tẹt là vùng đỉnh nhưng khối lượng nó hơi lớn hơi lớn, thì đấy là một trong những cổ phiếu chúng ta sẽ quan tâm trong nhịp sắp tới, nếu như thị trường chúng mà chỉnh á thì nó có thể là tẹt lại với vùng đỉnh vùng đáy này gì này đây, tẹt lại vùng đáy này là ok đó, sau đó nó sẽ cân bằng được là chúng ta sẽ có một cái nhịp để chúng ta tham gia, còn nếu không nó sẽ cân bằng ở vùng này, có nhiều kịch bản đấy, thì ở đấy là mình giới thiệu với anh chị thôi, còn mà để mua thì mình nghĩ giai đoạn này là, và đặc biệt là mình mà nói chung chung đến mà mình nói là ô cổ phiếu này anh chị mua được là nó khá khó, bởi vì ở mức độ kiến thức của cả anh chị là nó khác nhau, và mình nói chung chung mình nói một cách cụ thể là nó sẽ rất khó anh chị đấy, là cổ phiếu pet rồi cổ phiếu ví dụ như FRT này. Đấy, hôm qua mình còn nói này thấy chưa đấy, nó lên là nó phải tẹt lại đấy, nếu mà nó tẹt về những vùng này nữa là khá ok gì, nó tẹt về những vùng này nữa thì chúng ta thấy là ok được, còn nếu không nó sẽ theo kiểu một kiểu vòng cung hướng lên như thế này đấy, tẹt lại theo kiểu vòng cung hướng lên thế này chúng ta có thể quan tâm được đúng không ạ. Tất nhiên những cổ phiếu này bây giờ là cái quá trình tích lũy của nó là ngắn là một, thứ hai là vùng kháng cự đấy khá dày là hai đấy, nhưng mà đây là một trong những cổ phiếu chúng ta cần quan tâm sau nhịp sắp tới đúng không ạ, đó là về cổ phiếu bán lẻ để mình giới thiệu qua như vậy để anh chị quan sát thôi. Ngoài ra các cổ phiếu khác liên quan công nghệ mình lấy ví dụ FPT chẳng hạn đấy, anh chị thấy chưa, hôm qua mình còn nói gì chưa đấy, những cổ phiếu này bây giờ nó lên nó sạc thì nó dòng tiền ở đây và nói vùng này của nó khá là chặt, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy đang nó theo kiểu là mình nghĩ là nó sẽ có khả năng nó sẽ tẹt lại kiểu thế này đấy, nếu thị trường chúng mà xấu nó cân bằng kiểu gì nhưng mà nó tẹt lại như kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhịp chúng ta tham gia đấy, có nhiều kịch bản không phải là một kịch bản là gì nhá, nhưng mà nếu như ok ấy, là sẽ kịch bản như thế này để thường cả cổ phiếu nó vận động như vậy anh chị là FPT rồi là ví dụ các cổ phiếu khác ví dụ CTR đấy, liên quan ngành công nghệ hôm nay nó mở gặp tăng đúng không ạ, nhưng mà nếu như mà gặp cái vùng đỉnh này gì này, gặp vùng đỉnh này thì thường nó có xu thế là cũng tẹt lại, thường nó có xu thế tẹt lại anh chị đấy, bằng tẹt lại kiểu như thế này, thường kiểu như vậy thì nó sẽ ok, còn nếu không thì thị trường nó xấu hơn nữa, nếu như thị trường xấu thì nó có thể là gì về lấp lại vùng gạp này và nó sẽ tẹt lại vùng đỉnh này vùng đen này đấy, thì có rất là nhiều kịch bản để chúng ta có thể quan sát cổ phiếu và tùy vào sự biến vận động của thị trường và cổ phiếu sẽ vận động như thế nào, chúng ta sẽ có một cái chiến lược để chúng ta mua bán thì chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận nó khá là ok, đồng thời là chúng ta sẽ hạn chế được cái tối đa những cái rủi ro đúng không ạ, gọi là CTR à, rồi là các cổ phiếu khác trong ngành thủy điện mình lấy ví dụ con ri này, hôm qua mình có phân tích anh chị thấy chưa đấy, hôm qua mình có phân tích là mình này nó nhiều khả năng nó sẽ tẹt về vùng này, hôm qua mình làm mình đang có ở đây hôm nay nó tẹt lại anh chị thấy chưa ạ đấy, và kiểu nó thương nó cũng có, nếu như vòng cung cần lên nó là ok và hôm nay thì khối lượng nó khá lớn đấy, khối lượng khá lớn, nhưng mà những cổ phiếu này thì nếu như nó ok hơn nữa là nếu như nó không phải là những vòng cung cần lên thế này đấy, tích lũy thế này là ok này, còn nếu một cái kịch bản nữa là nó cũng giống như CTR ấy đấy, nó có thể là xuống vùng nền thế này nó sâu hơn thế này thế nữa thì chúng ta đây là một cái nhịp để chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta phải quan sát được sự vận động và đóng cửa trong phiên nó như thế nào, và cái giá và cái khối lượng ở đấy như thế nào chúng ta để là ok đúng không ạ. Rồi là cả cổ phiếu khác trong ngành thủy điện mình lấy ví dụ như là VSH anh chị đấy, chị thấy chưa đấy, mình nghĩ hôm qua mình có nói anh chị là nó khả năng tích lũy đấy, nhưng mà hôm nay nó tẹt lại luôn, tẹt lại vùng này luôn anh chị thấy chưa, nó nổ lên là nó phải tẹt lại và nó tẹt lại và khối lượng kiệt xuống ở đấy ấy, là đấy là một trong những cổ phiếu chúng ta phải quan tâm được anh chị nhá, là dòng thủy điện. Còn liên quan đến điện thì có gạch này cũng ok thấy chưa, hôm qua mình phân tích anh chị mình còn vẽ anh chị, nó vận động hai phía này giống như kịch bản mình phân tích hôm qua anh chị thấy chưa đấy, hôm qua mình có phân tích đấy, mình đang để ở đây chị thấy chưa, hai phía này là ok thế này đây rồi này, nếu như thế kêu vòng cũng hướng lên thế này là chúng ta sẽ tham gia được đấy, con có thể nó dùng sâu sâu một tí nữa về những vùng này, nó có thể tạo kịch bản này nữa anh chị nhé, ở cái kịch bản nó là gì, kịch bản là nó có thể tẹt ra vùng đỉnh này vùng đáy này anh chị này. Đấy nó có thể tẹt ra vùng đáy này đó, nó tạo một đáy nữa, một đáy này tẹt đáy sau đó là vòng cung hướng lên
Đấy, có nhiều kịch bản lắm. Đấy là cổ phiếu liên quan đến điện đúng không ạ? Rồi ngoài ra các cổ phiếu khác chúng ta nên quan tâm, ví dụ là PNG. Chị thấy ok không? Đấy, nổ lên này. Đấy, nổ lên là ok thôi chưa? Nổ lên test line này. Đấy, vòng cung hướng lên là chị thấy chưa? Nổ tiếp này, test line này. Đấy, và hôm nay chúng ta thấy rằng là hai phiên gần đây, phiên hôm qua, phiên hôm nay chúng ta đã đóng cửa đã là chặt. Hôm nay cũng đấy giảm 0,1 là gần như tham chiếu rồi. Và khối lượng hai phiên anh chị thấy rằng là nó khá ok. Thế đấy là một cổ phiếu này mình nghĩ là nếu như mà thị trường chúng chỉ cần tích lũy không á là cổ phiếu này nó sẽ lên. Cổ phiếu này nó sẽ lên là gì? Nó là PNG. Đúng không ạ? À, rồi là ví dụ các cổ phiếu khác, ví dụ như VGI này. Đấy, test lại đỉnh này. Test lại đỉnh những khối lượng hôm nay hơi lớn nhưng mà nếu như nó theo kiểu vòng cung hướng lên hoặc là gì á, nó biến độ thu hẹp ở đấy thì chúng ta thể tham gia được. Đấy, nhiều cổ phiếu để tham gia anh chị nhé. Nếu như anh chị mà bán hôm nay mà để thế phiên mai hoặc là phiên cuối tuần mà nó chỉnh một tí, thị trường chỉnh một tí á, thì thực tế ra là nếu hú mất hàng không phải đâu. À, mình thì mình thấy rằng là mình chốt phiên hôm nay về cơ bản là lợi nhuận của mình rất ok. Đấy, ok anh chị. Còn nhịp tới thì bây giờ mình sẽ ngồi chơi thôi, đúng không? Nếu như nó rẻ, cả cổ phiếu mình theo dõi, mình theo dõi thì mình chia sẻ với anh chị thôi. Cả cổ phiếu mình chia sẻ anh chị là mình thường là có mua bán hết chứ không phải là, tất nhiên cái giá mình mua là khác anh chị, thứ nhất, thứ hai là cái thời điểm mình mua, mà cái thứ ba nữa là mình mua thì thường cổ phiếu nó sẽ lên thôi, thường anh chị không phải nói chém gió được hết được đâu. Ngoài ra thì cả cổ phiếu khác thì có thể nói đó là cả cổ phiếu liên quan đến cổ phiếu gì nhỉ, thủy sản thì vẫn vẫn thì mình cũng đánh giá nó yếu, mình đã nói nhiều video rồi, các video gần đây mình đã đánh giá là nó yếu rồi, hôm nay nó kéo lên như anh chị bán thì ok đấy. Rồi là phân bón cũng yếu, dầu khí nó cũng yếu, đấy, dầu khí cũng yếu. Hiện tại chưa có, hiện tại thì mình thấy đang chỉ có dòng thủy điện anh chị quan sát được, rồi dòng các công cổ phiếu liên quan công nghệ thông tin, rồi là có cổ phiếu khác ví dụ như các bất động sản, rồi thủy điện, đấy, thì những cổ phiếu như vậy là bán lẻ, đấy anh chị nhé. Đấy thì những cái chiến lược giao dịch như thế nào mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Hy vọng rằng anh chị luôn vững tâm trong chiến lược giao dịch và đầu tư liên hoàn luôn hiệu quả. Còn những anh chị nào mà quan tâm đến cái cách phân tích chia sẻ của mình nhé, thì anh chị cho mình một like và anh chị đăng ký kênh để mỗi lần mình đăng lên thì anh chị sẽ là nhận được những cái video là người đầu tiên tham gia theo dõi được cả những cái chia sẻ của mình. À, đồng thời mà anh chị muốn trao đổi với mình về kiến thức đầu tư cổ phiếu á, thì anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại Zalo ở trên màn hình anh chị nhé. Ở video thì mình xin dừng tại đây. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong video cuối tuần. Còn ngày mai thì mặc dù đã hoàn phải sinh thì mình nhắc lại anh chị rằng là hôm nay có một ý đó là cổ phiếu này nó kéo lên thế này rồi, không biết phiên ngày mai thì kéo lên luôn hay là thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà phiên ngày mai là một phiên rất là khó. Đấy thì mình nghĩ là anh chị nên vững tâm trong đầu tư. Nếu như cổ phiếu anh chị mà ok thì anh chị cứ nắm giữ thôi, chứ không phải nhất thiết là, và kinh nghiệm mà anh chị thấy rằng là nó bán các kiểu mình mà bán hoặc cái chốt cổ phiếu thì thường là mình phải bán khi những nó kéo như thế này anh chị này. Thường là trong phiên thường nó có những giai đoạn kéo, còn bán xong cổ phiếu lên là chuyện bình thường đúng không ạ? Bán xong cổ phiếu lên tiếp thì chấp nhận thôi, bởi vì là đầu tư thì không ai mua đáy bán đỉnh được cả, chỉ gọi là lý thuyết sách vở thôi đúng không ạ? Thì video mình xin dừng tại đây. Xin chào anh chị, hẹn anh chị trong thứ sáu tuần sau. Xin lỗi, thứ sáu cuối tuần.